Hello Việt Thảo, xin chào các bạn. Hôm nay Việt Thảo cũng có mặt tại Eden Center ở tại Virginia. Trong lần công tác ở tại nơi đây, Việt Thảo có ghé thăm khu Eden Center. Đây là cái nơi mà các bạn nhớ trước kia chúng ta đã từng ăn thịt heo quay da giòn. Chúng ta đã từng xem cách làm heo quay da giòn ở tại Eden Supermarket. Hôm nay Việt Thảo đến trở lại nơi đây, mời các bạn, lần này mình không ăn thịt heo quay nữa, lần này mình đang dịch quay. Chẳng những ăn dịch quay mà còn coi cái cách làm dịch quay như thế nào. Dịch quay ngày hôm nay nó có hai loại. Một loại nó mà mình ăn bình thường nó gọi là dịch quay Quảng Đông, Quang Trung Đặc. Yeah. Còn một loại là dịch quay Bắc Kinh mà còn gọi là dịch giao hay là dịch tỳ bà. Nó như thế nào? Cùng với Việt Thảo xem cách làm và ăn dịch quay ở tại Eden Supermarket tại Virginia. Yeah. Xưa kia về nè, hai cục cưng, hai. Ê Kevin, ê đây các bạn, đây con vịt mà mình thấy mình ăn bình thường hàng ngày đó ha. Thì con vịt này là con vịt Quảng Đông nè. Dạ, Quảng Trung Đặc. Dạ, còn con vịt này nó là con vịt Bắc Kinh hay còn gọi là vịt Chao hay là vịt tỳ bà. Vịt tỳ bà là tại vì con vịt nhìn không thấy giống cái đần tỳ bà không, tận ha, y chang luôn cái đần tỳ bà. Tại sao gọi là vịt Chao? Tại vì khi mình nướng nó mình ướp có chao. Chao là cái loại chao đỏ đó nhá. Rồi tại sao gọi là vịt Bắc Kinh? Tại vì con vịt này đó, sau này người ta ăn, ta mổ con vịt bung ra nướng để cho cái mỡ nó chảy bớt, thì con vịt ăn nó khô hơn, khô hơn là con vịt Quảng Đông. Có một điều khi mình nhìn thấy dàn vịt ở nơi đây thì nó không giống những con vịt ở nơi khác quay. Đố các bạn nhìn biết tại sao? Con vịt này nó không có màu đỏ nha. Những con vịt chỗ khác quay cái màu đỏ tươi à, là tại vì không có con vịt nào mà quay ra tự nhiên cái màu đỏ tươi được. Nó phải như thế nào đó mới đỏ. Điều đó chứng tỏ rằng con vịt quay ở tại Eden Supermarket không có nhuộm, không có làm gì hết để tự nhiên nó quay ra cái màu như thế này. Ngày hôm nay không những ăn nha, mà mình còn coi cái cách làm vịt như thế nào nha, để cho các bạn ở nhà có thể bắt chước quay cái con vịt ăn cho nó ngon như con vịt quay ở tại Eden Supermarket. Dạ. Kevin, hôm nay nữa, rồi, bây giờ để anh gắn cho một cái lavalier, dạ, tức là cái microphone nhỏ như thế này, rồi, dạ. Em sẽ hướng dẫn anh Việt Thảo, dạ, đi vô trong chỗ cũ, dạ, chỗ lò heo quay của mình đó, dạ, bữa nay mình quay dịch, ok, từ đầu tới cuối chỉ hết cho mọi người, rồi, nha, rồi sau đó mình ăn, rồi, các bạn cùng theo dõi với Việt Thảo nha, và Kevin đi coi quay dịch Bắc Kinh và dịch Quảng Đông, yes, dạ, dạ, dạ. Jose, 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 you hey, remember come here? Come here fast, come here fast. Bien, bien. Yeah, yeah, yeah. Okay, dịch quay, dịch đâu, okay, dịch đâu, Jose, dịch đâu. We're gonna make the, yeah, con dịch đây, hai con dịch này là để chuẩn bị cho mình, cho here bữa nay quay clip nè. Okay. Đó. Rồi. Đây các bạn, con dịch này đó, nó không có mổ, nó làm lông thôi để nguyên con như thế này. Trong này còn bộ đồ lòng đủ hết. Để chi? Đem lại đây, mình mới cắt ra, mình lấy, mình móc cái ruột nó ra, xong rồi mình mới dồn cái gia vị vô, rồi mình mai nó lại để chi, để khi mình quay đó nó không có bị chảy nước ra ngoài, giá nó thấm ở bên trong, bởi vì cần cái da giòn cho nên cái da mình không có ướt, đúng rồi. Còn con vịt Bắc Kinh, con vịt Bắc Kinh thì mình phải xẻ nó ra để mình banh nó ra, đằng khi mình quay nó chảy mỡ xuống thì nó khô hơn, đúng rồi. Jose, ok, trabajo. Đây này các bạn, đầu tiên đó mình dùng air, tức là không khí, chỉ là không khí không thôi cái ơi, mình mới đút vô ngay cái cổ của nó, mình thổi cho cái hơi nó vô trong này để chi, nó căng phồng ra cho cái da và cái thịt
của con vịt nó hở. À, cái phần này nó bung ra. Thì như vậy đó, một hồi nướng thì cái da mới phồng ngon. Còn mình không có bơm cái hơi vô thì khi nướng con vịt ra nó dẹp lép à, mà cái da nó không có phồng ngon. Đó đó là cái bí quyết đầu tiên nha các bạn. Quay con vịt để cho da phồng ngon là phải bơm cái hơi vô cho nó căng phồng ra. Cái này quan trọng lắm nha, nhiều người không biết ở nhà làm vịt đó. Đem đúc cho là quay ô con vịt nó sát ra. Hỏi sao cái da nó không giòn không phồng. Bí quyết nha các bạn, bơm cái hơi đầu tiên. Rồi. Mình đứng bên đây cầm được rồi. That's a true way. Đúng rồi. Yep. Mở bụng, mở bụng. À, mở đó. Cái đó là còn tắc. Slow down, ok, slow down. Slow. Anh đẹp quanh đây, đông quanh đây, thắng. Yeah, slow, slow. Slow down. Not too fast. Slow down, Jose, slow down, yep. Throw away. Các bạn, tất cả những cái đồ lòng cánh giò này là dục hết nha. Mình chỉ làm để lấy con vịt không à. Yep. Smile. Yeah, it's good. Sạch sẽ lắm, móc vào trong sạch sẽ. Good. Đi các bạn. Sạch sẽ. Dạ, như vậy thì sau khi móc ruột rồi chút đó mình nhét đồ vô rồi mình mai lại, đúng dạ, không? Dạ, nó sẽ làm cho rồi. Hiệu quả. Okay. Dạ, ok. Bây giờ tới làm vịt Bắc Kinh ha. Dạ. Đó, chặt bỏ luôn. Bagus lah. Yeah. Good. Yeah, cut that up. Yeah. Flat that. À ha, đây nè các bạn. Cái con vịt này gọi là vịt Bắc Kinh. Mình mổ nó ra, mình căng nó ra để khi mình quay đó cho cái mỡ nó chảy ra thì con vịt này nó hơi khô hơn con vịt Quảng Đông. Nhá, nhưng mà ăn thì nó ít dầu mỡ hơn. Đấy. Mà người nào thích Quảng Đông thì ăn con vịt kia, tại vì mình ướp ở trong đúng không? Đấy rồi. Có một cái này. Nè các bạn nhìn nha. Cánh nè. Giò nè. Đồ lòng nè. Gan nè, ua cha đủ hết. Trái tim nữa nè. Nha các bạn. Tất cả những cái này đó nha. Mình làm đồ nhậu là hết sảy luôn. Đúng không? Đúng rồi. Nha. Mà cái này đó, đồ cánh chiên bơ nha, cánh chiên nước mắm nha, hết sảy luôn. Giá. Cái này cũng vậy nè, nấu miếng đồ được hết. Hoặc là mình đem ra mình khìa được hết. Nhưng mà xin lỗi nha, dục hết. Là tại vì nếu làm cái này đó, bán thì không bao nhiêu tiền mà nhân công trả còn hơn cái tiền bán nữa. Đúng rồi. Sorry. Yeah. Cho nên Việt Thảo có khi nói trời ơi cái này một ngày đó cả thùng cả thùng. Yeah. Mình đem cho ai không ai nhận hết. Đúng. Ở đây không ai lấy hết. Yeah. Mình phải đem đi như là rác mình bỏ. Yeah. Mà không có chế biến làm thức ăn. Mình nói trời ơi Việt Nam này chế biến biết bao nhiêu nữa. Dạ, yeah, làm đồ yeah. Nhậu hết sảy luôn. Nhưng mà ở đây không ai làm hết. Yeah. Mà bây giờ có mướn thợ vô làm đem bán thì cái số người mua cũng không bao nhiêu mà người ta cũng không ăn nhiều. Rồi yeah. Tiền công cũng hết. Dạ. Yeah. Yeah. Cho nên tiền công nhiều cho nên tất cả này bỏ hết nha các bạn. Dạ. Yeah. Tại sao Việt Thảo giải thích rõ như vậy vì nhiều bạn sẽ hỏi ô còn cái này mình đem làm cái gì? Xin thưa cái này dục bỏ. Mà giải thích rất rõ dục bỏ là tại vì tiền nhân công để chế biến thành thức ăn nó nhiều hơn là cái tiền mình bán thu hoạch vô được. Đúng rồi. Bắt buộc exactly. Phải bỏ. Rồi xong.
con vịt này á, nó sẽ rửa rồi nó sẽ bỏ gia vị vô đây, con nó mai lại, con kia thì nó ướp gia vị nó để cho tắm rồi nó mới sọ. Ok, đây các bạn, hai con vịt đã rửa sạch sẽ rồi. Lúc nãy theo cái sự nhận xét của Việt Thảo nghĩ rằng vì vấn đề vệ sinh cho nên Hồ Sê phải đeo bao tay để làm, thật sự không cần thiết, tại vì cái phần đó chỉ là cái ruột mình móc ra để mình dục bò nhé, không nhất thiết phải đeo bao tay để giữ vệ sinh gì cả, tại vì xong rồi con vịt cũng được rửa đàng hoàng rồi còn trụng nước sôi nữa, cho nên dùng cái tay không làm vẫn được. Lý do đeo bao tay là tại sao? Tại con vịt nó đông lạnh, giờ này con vịt còn đánh băng à, thò tay vô móc nó lạnh móc không được. Với lại cái bao tay đó nó có cái vải đó, nó dễ cầm hơn trơn. Chứ tay không mình cầm trơn quá mà các bạn sẽ nói trời ơi mày đặt chi tốn cái bao tay vụt bỏ rồi. Không phải, cái tay thò vô móc nó lạnh quá chịu không nổi. Ok, tiếp tục. Ok rồi, như vậy nha các bạn, bây giờ là qua tới giai đoạn ướp vịt. Ê, theo dõi kỹ nha, ướp con vịt Bắc Kinh như thế nào, ướp con vịt Quảng Đông như thế nào, theo dõi kỹ nha. Jose, ok, season. Season, đây là con vịt Bắc Kinh, dạ, hay còn gọi là con vịt Tỳ Bà, dạ, hay là con vịt Chao, dạ. That's it. Yeah. Yeah. Finish. Để cho nó thấm ra. Ok. Đây con này. Oh. Only one. Yeah, it's good. It's good, man. We it's like good. It. Yeah. Yeah, we like it. Mm-hmm. We like it, Dad. Ngon quá. Dạ dạ. Oh, cái gia vị là cái gia vị đầu tiên nó đã ngon rồi. Mà các bạn biết cái gia vị đó. Đây nè. Thấy chưa? Đây là con vịt Quảng Đông mình bỏ cái gì vô trong, xong mình mai nó lại. Mai nó lại thì nó kín, nó còn đổ nước sốt cho nữa. Mình mai nó lại ha, nó kín thì nó không có đổ nước ra. Nha, yeah, put it in. Ok. Sốt. Ok. That's it. That's it. Để nó mai. Okay. Slow down, slow down, slow down. Slow down. That's slow, huh? Yeah. Mm-hmm. Đâm vào cái xương ấy của nó, nó không có chảy nước. Wow, các bạn thấy ha, nó không có chảy nước nè. Cầm ở trên, cầm ở trên. Dạ. Đó các bạn thấy không? Mình lấy giống như cây lẹm vậy đó, mai bằng cái cây sắt ha, lòn lại cái đâm vô cái xương này cho nó cứng luôn. Như vậy thì cái nước nó không chảy ra. Như vậy thì tất cả cái nước sauce, cái nước ướp, gia vị nằm ở trong con vịt. Rồi khi mà mình có quay đó, thì ở trong nóng á, với độ nóng cao ngàn độ thì nó sôi, cái nước ở trong nó sôi sùng sục thì cái nước đó nó thấm dần ở trong, từ trong ra ngoài, nhưng ở ngoài này mình không có ướp để cho cái da nó giòn.
nhớ nha, theo dõi cho kỹ nha. Ở nhà quay dịch quay cho ngon nha. Dạ. Ok, giờ nó mọc lên. Mọc lên. Xong hả, xong quýt anh đi. Rồi, good. Hay quá. This is dịch Quảng Đông. Đúng rồi. Quảng Đông Đọc. Đây là cái cách quay dịch của Quảng Đông. Dạ. Các bạn thấy rõ ràng là cái nước ướp sauce, cái nước sauce. Dạ. Cái nước gia vị đó. Dạ. Là mình hiện giờ nó nằm trong con vịt rồi. Và bây giờ nó không chảy ra ngoài. Dạ. Nha các bạn. Dạ. Ok. Rồi, no, hiểu. Để. Đó, okay. Đó, nó chỉa cái con vịt Bắc Kinh. Ừ. Mình nướng nó mới không có co lại đấy ha. Uh-huh. Wow. Nè các bạn nhìn nè. Bây giờ giống cái đàn tì bà chứ. Thấy không? Giống như bây giờ nó gọi là con vịt tì bà. Hoặc là con vịt chao, là tại vì mình còn quét chao lên đây nữa. Và đây là con vịt Bắc Kinh, Peking duck. Dạ, Peking duck. Người ta rất thích là tại vì nó không có mỡ nhiều. Dạ. Nhưng mà những người mà khoái mỡ đó không thích con này là tại vì ăn con này nó không béo, ăn con kia nó béo hơn. Dạ, exactly. Quăng trùng đất béo hơn Peking duck. Yeah, ok. Ok, ok. Bắt đầu nó qua đây nếp trụng cái nếp xoay nè. Các bạn, hai con vịt Quảng Đông, vịt quay Quảng Đông và vịt quay theo kiểu Bắc Kinh đều nhúng vào nước sôi để cho cái bên da ở ngoài nó chín. Dạ. Sau khi nhúng nước sôi rồi thì mình mới cho cái con vịt Quảng Đông này, chứ con vịt Bắc Kinh không nhúng tại nó mổ ra rồi. Yeah. Để cho bên ngoài cái da nhúng vào trong cái dung dịch này, nó gọi là nước giấm. Nhá, nước giấm. Nè các bạn xem. Chua lét à? Chua. Sour. Sour. Sour, yeah. That's giấm. Nha các bạn. Cho thấy rõ nha. Móng tay của đỏ nha. Cho nên cái này không phải là dung dịch nhúng cho đỏ, mà là nhúng để cho cái da này nó có giấm, để cho nó giòn. Đó, đó là một bí quyết nữa nha. Nhúng nha. Dạ. Yes. Is it okay? That's good. Okay. Yeah. Done. Đó các bạn thấy không, con vịt nó không có màu nha. Tại vì giấm nha, chua lét à. Nó làm chua lét à. I got hang with that. You do it. Oh man. That's it. Rồi, how about this? Thì muốn rửa tay không? Wait. Còn cái này làm sao? Ở ngoài da thôi. Nó tưới cái okay. Da thôi. Ok, ok. Không muốn dính cái yes, đó. Yes. Can you speak Vietnamese? No. Riêng cái con vịt Bắc Kinh này, tại vì mình mổ ra cho nên cái giấm mình không có làm ở trong cái mình này, không có dính trong cái mình này. Các bạn nhớ nha, giấm không được dính trong mình, giấm nó chỉ dính ở ngoài da không. Nhớ cái vụ con heo quay da giòn cũng vậy, cái chua cái giấm đó là mình làm ở ngoài da chứ không có đụng trong cái thịt này. Ok Jose. Ok Jose. Có vị á? Dạ. Dạ. À ha. Hay quá. Cái phần ở dưới là nó nhúng xuống rồi. Từ đây xuống là nhúng giấm rồi. Ở đây nhớ nghe bạn, tư giấm thôi. Trong phần mình thì mình không có tư vô đây.
Còn con vịt Quảng Đông thì mình từ ngoài vô trong. Mắng lên nhá. À, trong kia xa quá. Đó các bạn, cái nguyên tắc giống như quay heo da giòn. Sau khi cái da bên ngoài mình làm bằng giấm chua rồi thì mình cho cái quạt thổi hơi gió 2 hours, 2 tiếng đồng hồ, để cho con vịt nó khô hết. Lúc đó mình mới đem vô quay. Như vậy mình phải mất 2 tiếng đồng hồ để cho cái giai đoạn làm cho con vịt này nó khô. Và nhớ, cái giấm chỉ có ở bên ngoài da và không có đụng ở trong thịt. Nhớ nghe các bạn, con vịt Bắc Kinh như vậy. Còn con vịt Quảng Đông là nhúng nguyên vô, tại vì nó không có cái chỗ thịt bên trong. Giá, bây giờ mình chờ 2 tiếng, lấy con vịt này khô rồi, đút vô lò mình quay 45 phút là xong. Giá. Yep. Đây là cái con vịt Bắc Kinh mà sau 2 tiếng đồng hồ gió thổi nha, bây giờ nó khô rồi nè. Yeah. Ở trong này nó khô hết rồi. Và ở đây khô hết rồi. Nha. Đây Việt Thảo đang dùng tay cầm vào để biết cái cảm giác của nó cứng nè. Ô, cái da nó xốp rồi. Cái da nó còn xốp xốp rồi nè, thấy chưa? Rồi các bạn thấy không? Nhờ cái hiệu quả mình bơm cái hơi vô, bây giờ cái da nó phồng trước rồi nè. Mặc dầu chưa nướng nhưng mà nó phồng nè, thấy chưa? Dạ. Các bạn yên tâm đi, con vịt này làm cho Việt Thảo ăn không có bán nha. Mà với cái tay Việt Thảo cầm vô 1000 độ trong đó nó chứ. Không ăn đùa gì hết. Nhưng mà nói lại rất rõ, hai con vịt này quay để dùng để thu hình chứ không có bán cho khách. Đúng không mình? Đúng, chúng mình ăn nó rồi. Đây là con vịt Bắc Kinh. Đúng. Hay là con vịt Đằng Tây Ba. Đúng. Còn đây là con vịt Quảng Đông. Đây các bạn. Đây, thịt nạc xốp xộp nè, thấy không? Đó, nó căng phồng. Và cái chỗ này, cái nước sauce, cái nước gia vị nó vẫn không chảy ra. Hiện giờ trong này cái nước gia vị trong này. Yeah, nghe là phong phong này. Thì mục đích như các bạn nhớ nghe, hơi gió để cho nó khô. Và bây giờ chúng ta, mà cái hơi gió đặc biệt, cái da này là mình có giấm rồi đó. Có rồi. Cho nên nó mới giòn. Nhớ nghe, cái rửa giấm trên da để cho nó giòn rất quan trọng luôn. Bây giờ mình bỏ vô lò nướng 1000 độ. Đúng. Đấy. Trong vòng 45 phút. Nếu cái lò này đang nóng hổi bỏ vô 45 phút. Nếu cái lò bắt đầu mới khởi lửa lên thì ít nhất phải 1 tiếng, tại vì thời gian mà nó lên đến 1000 độ mất 15 phút. Dạ. Yeah. Bây giờ cái lò này đã nóng rồi, mình bỏ vô 45 phút sau là mình có con vịt đen. Dạ. Dạ. All right. Okay, good. One hour, this is yeah. Như vậy thì con vịt Bắc Kinh, con vịt Tỳ Bà đó là nó khoảng 45 phút là có thể ăn được. Lý do là tại vì nó mở bụng ra rồi, nướng nó màu chín hơn. Còn con vịt Bắc Kinh tại vì nó bịt kín lại mà bên trong, xin lỗi, con vịt Quảng Đông mà bên trong nó có nước nữa, cái sauce. Cho nên trong khi ở ngoài nóng, ở trong nó sôi sục sục như thế này, đặng mà nó úp ở trong. Bởi vì tại sao mình ăn miếng thịt vịt thấy nó đậm đà từ bên trong chứ không phải là ở bên ngoài vào. Nhiều người hiểu lầm, nói trời, mình phải úp con vịt. Sao úp con vịt này mặn? Có một điều nhớ nghe các bạn, lý do tại sao mình ăn cái phần phao câu phần dưới nó mặn chát à, là tại vì bao nhiêu nước nó dồn xuống chỗ đó hết. Cho nên từ người vô con vịt ăn đấy, con vịt úp không đều, cái nước mặn chát không có, ở trong nước nó dồn xuống rồi. 45 minutes. Alright. Okay. Yeah. 45 minutes thì mình sẽ ăn vịt quay. Dịch Bắc Kinh như thế nào, dịch Quảng Đông như thế nào, cùng chờ với Thảo bây giờ. À, thời gian này mình làm gì? Mình đi ra kiếm trái cây ạ. À? Kiếm trái cây ạ. À? Đúng rồi. Rửa tay cây, kiếm trái cây ạ. Yeah, anh Hiệp đi kiếm trái cây ạ. Đi ra ngoài này có trái cây. Thì quá trời. Dạ, mình có bao nhiêu mặt hàng? Có khoảng bao nhiêu mặt hàng ở đây? Cái này có 8000 mặt hàng á. Nhiều lắm. Nhưng mà thì thấy không, mắm gì mình có hết. Tại vì mình chuyên môn bán cho người Việt Nam à. Chứ không phải là mấy tiệm Tàu, tiệm đại hàng thì nó bán. Đại đa số đồ đại hàng nhiều à. 70-80 đồ đại hàng thì nó bỏ chút đỉnh đồ Việt Nam thôi. Mình tiệm này bao lâu rồi? Là, bao lâu năm rồi? Cái này Eden Center, chỗ này thì 7 năm. Em mở được 7 năm. Nhưng mà em làm cái nghề này cũng khoảng 20-30 năm rồi. Và có những cái tiệm khác nữa. Có tiệm khác xung quanh như vậy nha. Dạ. Mặc dầu thấy nhỏ nha, nhưng mà Eden Supermarket là một trong những cái tiệm có lâu đời ở đây và rất quen thuộc với người Việt Nam khắp nơi. Từ các tiểu bang xa ở tại nơi đây, nhất là những cái dịp lớn đều về đây để đi shopping. À, cái tiệm này bán chạy, bán đắt và người Việt quen biết là nhờ vào tất cả những mặt hàng ở đây hầu như là cung cấp cho người Á Châu. Dạ. Yeah. Mà mua ở đây thường thường là quen mặt không? Quen không khách à. Quen nhiều. Ừ. Rồi, yeah. Đâu trái cây chỗ nào trái hả? Trái cây phía bên đi, góc bên đây nè. Dạ. Hello Kiệt. Dạ. Yeah. Ủa, chả cái này Sài Gòn.
Xà này người ta kêu xài nút á. No, cái gì xài nút? Xài nút á, tại vì để nút vậy nè, bỏ miệng nút á kêu. Nhưng mà cái trái xài ở Việt Nam gọi là Sài Gòn. Ủa vậy hả? À, tại Sài Gòn có nhiều cây xài mà chắc chút này lắm nè. Ủa vậy sao? Không hiểu tiếng Sài Gòn nó từ đâu ra. À. Hầu như tất cả những loại xài khác đều có tên rồi. À. Xài ca, xài cát, xài gì đó. À. Nhưng mà cái xài này không biết đặt tên gì nó gọi là Sài Gòn. Ờ, à, không biết. Đây người ta đặt xài nút. À, đây nè em. À, cái cách ăn Sài Gòn này cũng vui lắm nè. Là mình không có lấy dao gọt. Tại vì cái dao gọt ra hết mẻ nó rồi, đúng không? Nó có chút xíu ở trong cái hộp. Ăn đó là chơi vậy nè. Đúng là kêu xài nút đúng đó, là mình cắn mình nút. Thấy không? Nút nè. Cái hộp nó mỏng lắm hay Thảo? Đúng rồi. Còn một cách ăn nữa mà trái nhỏ chút á, bảo nguyên miệng. Nhiều quá. Để đi mà nó lấy cái giấy napkin gì mà. Lấy cái tissue. Cảm ơn cưng. À, hiểu coi cái hộp coi nó mỏng lắm. Hộp bỗng dính nè. Cái này nhai rồi. Đúng rồi, xoài nút mà. Cái này bự quá bỏ không nổi. Nó có những cái nhỏ xíu luôn. Dạ, xíu có luôn. Nhiều trái nhỏ lắm. Đây nè. Trời ơi, chỗ này bán ngộ ăn trái lớn trên cái nhỏ ở dưới này nhỏ xíu nè. Đó, cái trái bé lớn này nút cái gì bây giờ? Không, đương nhiên mình phải cắn cái đuôi trước. Bỏ luôn miệng rồi. Miệng chảy luôn. Ngon quá. Ngon cây à, ngon thiệt ngon. Cái thùng gác đây nè, cái quăng dưới đây. Mình bán cái gì đây? Chuối. Chuối sim này là ở Thái Lan hay là ở bên Chuối sim này thì cái giống của Thái Lan nhưng mà trồng á là trồng ở Florida hoặc là trồng bên Mỹ. Nhưng bây giờ trái cây nhiệt đới không? Dạ. Ủa sầu riêng nè. Sầu riêng á, sầu riêng Thái á. Cái này sầu riêng Thái. À sầu riêng Thái qua, nhưng mà giờ mình mua là mua bao phải không? Dạ. Mua bao phải không? Dạ. Dạ chào cô. Chụp cái vừa vừa đây. Dạ. Đang quay phim chút xíu đi. Được rồi, được rồi, chụp luôn. Lấy rồi chụp luôn, chụp luôn cho rồi. Tại vì cổ đứng ngoài cổ chờ hồi cổ xúc rồi. Đừng nói không biết chụp sao đi. Biết chứ trời. Được chưa? Rồi cảm ơn cưng. Rồi cảm ơn. À, cái sầu riêng này là mua bao hay là mình mở ra cho người ta? À, có khách muốn mua về để vậy để tặng hoặc có nhiều người muốn ăn liền thì mượn mình khui liền tại bây chỗ. Giờ làm sao biết cái nào chín nè? À, mình lắc nó hay sao? Thường sầu riêng chín cây. Dạ. Là chín, còn cái này chắc chưa chín cây, chỉ già thôi. Đúng rồi. Rồi đem đi chứ bây giờ chín cây chở làm sao được? Đâu có chuyện từ Thái Lan này cho nên cái sầu riêng này là phải nói rất rõ nha. Dạ. Nó già đủ ngày tháng người ta biết là sắp ăn được thì đem một thời gian nữa là nó chín là ăn. Nhá. Còn bây giờ cái sầu riêng bình thường trên cây nó phải rụng. Khi sầu riêng rụng xuống thì chín mới ăn. Còn chưa rụng là chưa ăn được. Nhưng người Thái Lan ăn được dù rằng chưa chín. Là tại vì như Việt Thảo có nói, người Thái đó hay là người Indo, người Indo cũng vậy. Họ thích ăn cái sầu riêng còn sực còn sống. À, nó ăn khác chứ mình. Lý do là không phải. Nó nói rằng cái sầu riêng chín đường nhiều quá, nó không ăn được. Không ăn sống sống vậy. Mẫu liền một trái ra. Coi trái nào ngon. Bây giờ mình phải lắc trước. Mình lắc trước coi cái trái nào nó chín. Mình mới mổ được. Trái này cũng kêu nè. Kêu, ha. Rồi. Trái nào kêu nhiều? Trái nào kêu nhiều? Để coi trái này. Trái này cũng kêu luôn. Là ăn được rồi đó. Ăn liền được hết rồi. Đó. Trái này coi, trái này coi. Trái này ha. Trái này cũng kêu luôn hay Thảo? Trái này cũng kêu luôn. Dạ được rồi, bước vô liền. Dạ. Dạ. Đừng hôn nha, chụp thôi nha. Dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ, dạ, dạ. Mấy trái này đều chín hết đấy hay Thảo? Em lắc rồi. Mấy trái rồi, bây giờ lắc thử thêm một trái này nữa coi sao. Cái này nó còn tươi lắm nè, nó trong nó đem ra nên thế này nè. Sự quyến tươi nó đi bằng máy bay á. Chứ không phải đông lạnh xả ra. Nó cũng kêu luôn. Nào, rồi, để nhưng bây giờ khui trái nào ăn? Khui trái nào? Tùy hết thôi. Cái này thấy nó màu sậm sậm hơn thì có lẽ nó chín hơn. Dạ, thử để em coi. Em lắc nó đẹp. Trái này cũng kêu luôn. Rồi khui. Bây giờ khui trái này ha. Khui nha, hên xui. Rồi, khui để đây khui nè. Dạ. Sorry. Em có cái dao nhỏ ở đây. Ô, cái này cạp ăn được mà. Ở bên Indonesia đó, sầu riêng thường thường ban đêm nó rụng là từ khoảng 12 giờ đêm tới 2 giờ sáng, 2 tiếng đồng hồ. Ban ngày nó không rụng. À ngộ, cái cây sầu riêng ban ngày không thấy rụng. Nhưng thỉnh thoảng có những trái gió lay nhẹ hay cái gì đó không biết mà đến lúc nó rụng. Thỉnh thoảng nha, ban ngày có. Ban đêm 7, 8, 9 giờ tối cũng chưa thấy rụng. Mà nó lưa thưa rồi tới 8, 9, 10, 11 nó lưa thưa.
cho đến 12, khoảng 12 giờ đêm là nó rụng nhiều, rụng liên tục. Mà từ trên cây cao, xẹt qua cái đùng, xẹt đùng là nó qua cái lá nó xuống đất. Cho đến khoảng 2 giờ sáng thưa dần, rồi tới sáng nó thưa rồi nó ngừng. Cho nên cái giai đoạn mà khoảng 12 giờ tới 2 giờ sáng không dám ra. Nó rớt liên tục mà. Và có người đã bị rớt trúng mà may là trúng vai ngang lũng cho tới lớn rồi cái dấu vẫn còn. Cho nên ngày đầu có thể chết được. Lần đầu tiên không biết ăn đội đội thao đội nồi chạy ra lộn tới trước nó lọt nhiều quá sợ không dám luôn. Bây giờ ăn thử coi nó ngon không nè. Ok, vậy cắt ha. Dạ. Được không? Được. Có dao nè, có dao nhỏ nè. Cái này á thì mình có thể mình thấy cái nét cái u của nó nè. Dạ, dạ, dạ. Là cái chỗ cái muối của nó. Cho nên mình có thể mình cắt như vậy. Được cắt nó, được nó rồi. Nó cũng dễ lắm, cho mình mở ra thôi. Bây giờ chín nè. Đó, chín hay quá mềm mượt. Bung ra luôn, bung ra luôn đi, bung luôn. Nó còn tươi khó bung lắm, bây giờ thì móc ra ăn thôi. Ôi cha thơm quá. Thơm lắm. Bà xin thưa rất rõ nha. Cái trái sầu riêng này khi Việt Thảo đã chọn ăn để thu hình là của Việt Thảo. Trái sầu riêng này không bán và không cho ai ăn hết, chỉ có tôi ăn thôi nha. Không để móc ăn được. Dạ, 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 dạ. Đây. Chỉnh rồi đó, chỉnh mềm. Ôi, em cắt nó bị hơi đứt chút xíu nè. Vậy hả? Ăn mà. Cái trái sầu riêng nó là ngọt, chất béo nhiều, bổ dưỡng nhiều đường. Nhưng mà sầu riêng ăn ngọt ngay không ngon. Sầu riêng ăn ngon là sầu riêng ăn mà nó hơi nhẫn nhẫn một chút. Đó mới là sầu riêng ngon. Thử cái này có nhẫn nhẫn không? Chín vậy hả? Trong khi tôi ăn ngon mà ai hỏi tôi ghét. Ngon quá. Chụp thôi nha, đừng quay nha bà con cô bác. Chụp thôi, ok, đừng quay. Đừng quay, đừng quay. Chụp thôi, đừng quay. Chụp đi, chụp đi, chụp đi. Chụp tôi ngang, không có được mất muối sầu riêng của tôi ngang. Không, chụp được, nhưng mà không được mất muối sầu riêng thôi. Được chưa? Chưa, chưa có ăn. Ủa sao chưa có ăn sao? Denise chụp giùm cái đi. À thì ra muốn vô chụp mà làm bộ nó chụp không được. Được không? Được không? Rồi cảm ơn nè, mời. Mời mời mọi người muốn sầu riêng mời, xin mời. Mời thiệt, mời. Vậy đó hả? À, ngon lắm á. Dạ. Dạ. Ngon quá. Chín quá, ngon quá. Ngon, ngọt. Ngon, nó chín luôn ha. Chín. Mình nhìn ở ngoài mình tôm chín chín. Ngon, lắc ngon, nó sắc lừng nha. Lắc nó chín rồi. Ngọt quá. Quá sáng ngọt. Ngon quá. Xin lỗi không? Mời anh ăn nữa. Anh thiệt không biết ăn. Dạ. Nói cho anh thiệt đang quay. Anh thiệt đang quay. Dạ. Bây giờ anh ăn rồi tay chân dính làm sao quay được. Dạ. Yeah. Sao anh Hiệp ăn sầu riêng không? Nhưng mà ăn chút ăn không? Ok, để dành trái này cho anh Hiệp. Rồi, cảm ơn. Bây giờ mình coi ngoài này còn cái gì nè. Mít, 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 mít. Hồi nãy á, là lột đầy cái này hết trơn, với cắt đầy hết luôn. À hả, mình tâm ngúi trơn rồi. Cắt vô cái nó ginh ra hết trơn. Rồi. Thành ra lột nó mất thời gian. Lột cái này 12 đồng rưỡi. Dạ, yeah. 7 đồng phao. 7 đồng một phao. Dạ. Yeah. Thử nha. Dạ. Thử, thử, thử. Rồi, thử, thử. Mở ra. Em cảm giác. Và nói rất rõ nha, cái hộp này mình khui rồi là của tụi mình ăn. Dạ, nha. Mình đúng đâu mà. Có bán cho lại. Dạ. Trời ơi, cái hộp mà đem luộc ăn. Đó, cái lộn này, cái hộp em cũng bán nữa. Thả miệng đút chân miếng. Ngon quá. Cái giòn. Cái giòn mà ngọt. Anh Hiệp thích này đúng không? Thả miệng Hiệp. Ừ, Hiệp ăn thử á. Cái giòn lắm. Ôi đúng rồi, cái này thịt bế này á, nhưng còn anh nói á. Nó giòn. Ngon. Ngon quá. Mít. Ôi. Thơm quá. Thơm quá. Khế. Khế. Ngọt hay chua? Khế ngọt. Khế ngọt. Có một cái bên Mỹ đó. Khế ngọt nhiều. Đúng rồi. Mà kiếm khế chua khó. Khó. Nó ngọt như vậy đó. Khế là quán khế chua. Vậy hả? Chua người ta làm mắm nữa. Trời ơi, đu đủ nè. Đu đủ này ngọt lắm nha. Có một điều á, người ta nói làm đợi cái trái mà nó vàng ăn mới ngon, không phải nha. Phải. Cái này mới ngon nè. Cái này chín cây rồi. Ngọt không? Ngọt lắm. Làm thử không? Thử. Cắt ra thử. Qua mất thì giờ mọi người. Ngọt không anh Đẹp? Có dao mà. Ngọt không anh Đẹp? Ngọt đi.
gọt đi, gọt, 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 gọt. Gọt, gọt luôn, gọt luôn, đưa cho anh Hiệp gọt cho. Ừ, đi gọt anh. Mình lấy này ra đừng có học luôn. Rồi. Ok. Nhớ. Chính ở trong phải không? Dạ. Ừ. Hello, oh, người Việt Nam. Yeah. Dạ. Nè, chính đó lo mà. Chính rồi. Ồ, ừ. Cái này là còn chín hơn ngõ dịch nữa. Ngõ dịch nó vàng hơn. Dạ. Ốc. Thằng dèo bẻn lắm. Là tại vì nó hơi cứng vỏ đó. Dạ. Khó gọt hơn cái kia. Dạ. Dèo bẻn lắm. Đừng có quay. No, 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 đừng đừng quay, đừng quay chụp hình thôi, đừng quay phim. Chụp thôi, chụp thôi, đừng quay. Không, nếu chụp thì vô chụp, dạ, 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 dạ. Rồi, rồi. Kevin đứng vô luôn. Dạ, em đứng luôn hả? Dạ, em đứng bên đây đi. Rồi, diện này Châu Đốc Việt Nam á. Dạ. Việt Nam qua chơi. Ủa, ở Châu Đốc hả? Long Xuyên Châu Đốc. Đúng, chùa Bà chú xứ. Dạ, đúng, đúng, đúng. Chùa Bà chú xứ. Dạ, có. Tại chợ luôn. Rồi, khi nào về Châu Đốc gặp nhau? Dạ. Mà về đó rồi gọt đu đủ ăn tiếp. Dạ. Dạ, quán gì? Quán ăn Tân Thời. Quán ăn Tân Thời. Nhớ nghe các bạn. Quảng cáo luôn. Rồi nghe nào. Nghe nào. Những người nào từ Sài Gòn, Hà Nội, Huế hay bất cứ nơi đâu từ trên miền núi tới vùng hải đảo có về Châu Đốc ghé quán ông Thời ăn. Tân Thời. À Tân Thời. Là ông Thời này thời mới chứ không phải thời cũ nha. Vui không? Anh chị từ bên Việt Nam ở Châu Đốc rồi qua đây chơi rồi tình cờ rồi gặp vui vậy đó. Cho nên trong cái cuộc đời của người nghệ sĩ không biết là mình phục vụ cho mọi người cái gì. Nhưng mà khi gặp mọi người vui tay bắt mặt mừng như vậy nó là cái niềm an ủi lớn nhất luôn. Dù ở tuổi nào thấy hạnh phúc ha. Dạ, hạnh phúc lắm. Xin lỗi nha, gọt lè lẹ. Nó hao một chút xíu. Sao, bây giờ thì cứ cắt ai ăn thôi. Dạ. Cắt ai ăn? Cắt ai ăn, tự nhiên nó ngon lành, cắt ai ăn thôi. Ồ, thương quá. Dạ, canh. Cứ tự nhiên vô ra. Có chơi vậy. Dạ. Chúng tôi ăn giả chiến là như vậy đó các bạn. Cho nó mau. Dạ, nè. Cho lưng miệng. Rồi thì ăn trước đi. Được rồi, cắt nó luôn. Dạ. Ăn thử coi có chết thầm lần ta mới ăn chứ. Cái này là giống như mỏ vịt á. Giống mỏ vịt á. Ăn kiểu giòn giòn á. Nhưng mà tại loại đu đủ này cái màu nó đỏ. Dạ. Ôi chà, ngon quá. Dạ. Thử nha. Giòn khúc quá. Nó giòn quá. Có nhiều người thích ăn vậy à. Ăn cái đu đủ như vậy nè. Nó tốt hơn là ăn đu đủ chín mùi. Tại vì chín mềm rồi đó, đường không à. Còn đu đủ này cái vitamin nó nhiều hơn. Ngon. Rồi thử không? Thử không? Thử miếng đi. Vừa một miếng luôn nè. Vừa một miếng luôn. Vừa bỏ miệng. Giòn cứu à. Không? Giòn. Nó không có ngọt nhiều, nó lợi lợm nhưng mà vitamin rất tốt luôn. Đu đủ là một trong những loại trái cây quật nha. Ăn nó tốt vô cùng luôn. Trường, ha? Đu đủ chín cũng vậy. Sổ được tốt lắm. Đu đủ rất tốt luôn. Đu đủ tốt. Có gì nữa ha. Úi trời, hộp dịch lộn. Dịch lộn. Trời ơi, cái này trứng ngỗng mà. Trứng ngỗng á. Bao nhiêu một trứng? 7 đồng. Quá rẻ. Ừ. Hồi xưa đó Việt Thảo mua một trứng 50 đô la luôn khi mình cần. Dạ hả? Tại vì người ta nói những người có bầu hay là những người mà mang thai con cái dạ. Ăn cái hộp dịch, cái trứng ngỗng á. Trứng ngỗng. Rất tốt. Ừ. Thật sự nó đúng mà cũng không phải không đúng, không phải sai. Ừ. Sai ở chỗ đừng quan điểm rằng phải trứng ngỗng mới bổ hơn. Ừ. Không phải, nhưng mà nó bổ thiệt. Ừ. Tại vì cái trứng thứ nhất lớn, cái thứ hai cái lượng protein đổ trong nó nhiều mà gặp cái trứng ngỗng mà double jog. Double jog phải không? Là hai lòng đỏ. Hai lòng đỏ. U cho còn bự nữa. Dạ. Cái này mà đem chiên nha. Ăn còn béo hơn hột vịt nữa. Ừ. Ngon hơn nhiều lắm luôn. Dạ. Nó tùy mùa, có mùa 10 đồng có mùa cầm 50 đồng kiếm không ra. Cái mùa này mùa của nó nè. Dạ. Mùa xuân. Thương quá. Vịt lộn. Ôi trời ơi, cốc. Cốc. Mê quá. Cốc mũi.
Trời ơi, có 4.99 hũ hả? Ừ. Trời ơi. Mở cái ăn thử ha. Đây nè các bạn thấy nha. 4.99 thấy không? 4.99. Dạ. Ừ. Thì có người cho rằng để 4.99 mà không để 5 đồng là để trốn thuế, không có nha. Cái đó không phải. Cái 4.99 khi nghe nói thấy có bốn mấy à? Dạ. Chưa mà được khi 5 mà đồng. Nói ô 5 đồng cái nghe nó trời 5 đồng lận mà 4.99 này có 4 đồng mấy à. Đúng rồi. Dạ. Cho nên cái để 4.99 là cái tâm lý của người Mỹ trong vấn đề bán hàng. Đây là nó như vậy. Chứ có nhiều người không hiểu nói trời ơi biết không để 4.99 là trốn thuế. Để 5 đồng trốn thuế nhiều hơn không phải nha. Gỡ nè, mở nè. Không được. Không được. Có em một cách, có một cách gõ. Gõ hả? Thử cái nữa nha. Qua. Hết coi. Ở chỗ đó có cái hũ muối ớt á. À. Muối ớt đây. Cứng quá. Cần giúp không? Giúp. Em thử coi. Muối ớt á. Coi chừng bể cái hũ. Hay quá. Rồi vậy là hi yếu lắm rồi. Và nói rõ các bạn nha. Khi cái hũ này Việt Thảo mở ra, Việt Thảo ăn rồi là coi như bỏ. Không có bán lại. Nghe chứ không có bán lại nha. Hoặc là không cho ai ăn đâu. Cho nên các bạn yên tâm. Nhiều bạn nói trời cái hũ khui rồi bóc ăn gì rồi, rồi sao người ta buôn bán. Để anh lấy muối ớt thì chấm không? Chấm muối ớt. Thử một trái coi. Muối ớt, muối ớt. Đông. Đây, trời, trời ơi Thảo giống mày nó hay gì ta. Thử một trái không? Ngon. Ngon hả? Rồi. Cái hũ này cũng vậy. Đây các bạn. Cái hũ này cũng vậy, khi đó khui rồi nha, là ăn là bỏ chứ không có, không có đem xài cái gì chuyện khác hết. Những cái này là chúng tôi dùng để thu hình. Ngon quá chứ. That's it. Chua ngọt ngon quá. Ngon quá. Muối ớt. Ở đây không cần giả, cần đập, muối ớt có sẵn luôn trong hộp luôn. Muối cục, cắn đã luôn. Muối nó gan là ngon. Ngon quá. Ăn trái nữa. Ăn trái hả? Giòn ngon. Cốc muối, cốc non, ngon. Cốc non. Cốc Thái Lan. Ừ. Chắc cốc gì đâu mình chả bự bự bự. Đúng rồi. Làm chả bự. Hôm qua này. Tức là ăn luôn vỏ được, ý ăn luôn cái hột luôn. Ừ. Cái hột non mà. Ừ. Hột muối. Ngon. Ngon à. Ngon không? Ừ. Còn gì nữa? Nhiều quá. Đúng không? Ừ. Ôi trời ơi. Xoài sống nè. Xoài sống. Sống không? Xoài sống á. Sống không? Sống á. Xoài sống á. Xoài này cứng á. Cho người ta làm gỏi á. Đâu? Thử trái nha. Thử. Thử cái dao đây nè. Không khỏi dao. Khỏi dao hả? Thử ăn sợi sống kiểu này. Ừ. Kiếm chỗ nào cứng cứng không? Ăn sao đập nó hả? Nó cạnh nó. Thử nè. Ừ. Nếp. Ừ. Cách ăn sợi nè. À. Nè, cái sợi sống á. Không gọt à? Né. Ồ đập vậy hả? Ăn thôi. Ừ. Ồ nứt ra nè. Nứt lên. Ừ. À. Rồi ăn có oh, yep. Wow. Ăn sợi vậy đó nghe các bạn không cần dao đâu. Wow, cái này chánh tông là sợi sống luôn á. Trời ơi. Còn trắng luôn. Chua hả? Chấm ớt. Nó không có chua. Rồi chua không hả? Chấm ớt đi. Ngon quá. Khá vị mới không? Chấm ớt. Ngon quá. Tiếp không ngon. Giòn. Cái này vẫn miếng không? Giòn nữa. Đừng khú rồi. Thôi, chua bấm, chua bấm, chua bấm. Chấm. Chấm quá. Giòn quá. Ngon. Ăn luôn cái vỏ phần. Thiệt là ngon. Con nữa. Trời ơi, trời ổi nè. Ổi. Thôi, không ăn nữa, ăn hoài. Bây giờ tới giờ rồi mình vô. Đem con vịt ăn. Hai con vịt. Chưa tới giờ. Nói chưa? Đảo anh coi cái rau ơi, rau lẻ ơi. Rau... Rau đâu? Bên đây nè. Dạ, rau bên đây. Đây. Còn ngoài trước là sao? Trước là mình bán cây giống nè, giờ ra coi cây giống trước đi, sẵn đây nè. Ok. Cái này mình coi cái lá là mình biết cây gì hết đó nha, hiểu không? Cái này là cây bầu. Không, cái này cây cây dưa leo. Ôi trời ơi. Dưa leo chuột chị Nam á. Rồi nhìn lộn rồi. Ừ. Nhìn tưởng dây bầu, dây bí à. Không, cái này dưa leo. Cái này là rau rau răm là cắt luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Quế. Một cái như vậy bao nhiêu? À, 2 đồng 25. 2 đồng 25 xem. Chị đừng quay. Một chậu. Đừng quay. Dạ. Chụp hình thôi, đừng quay. Dạ. Tại vì có những cái đó mình không có đưa lên được, mình cắt bỏ. Dạ không, con quay. Ờ, nha. Đừng phay sai nữa, tại phay thai thì những cái gì mình nói ở đây người ta nghe hết. Nha, không nên. Dạ. Nhiều khi mình nói sai đó,
Rồi cái ở ngoài người ta không hiểu, người ta truyền đi cái thành sai luôn. Dạ. Còn cái này mình xin quay sai mình làm lại được. Rồi. Chụp đi nha. Rồi ha. Rồi cảm ơn. Rồi nói lại cái chỗ này. Dạ. Bao nhiêu một cây hương? 2 đồng 25 sen. Vốn nhiêu? À, vốn của mình một tray như vậy đó là 22 đồng mà nó 18 cây. Người ta mua nhiều không? Người ta mua dữ lắm. Mua dữ lắm luôn. Mua dữ mà lắm. Đặc biệt cái mùa xuân thôi để rập. Mùa xuân thôi. Một ngày mà ngay bữa thứ bảy hoặc chủ nhật đó. Ừ. Thì một tray như vậy là 18 chậu nè. Ừ. Thì một ngày đó mình có thể mình bán lên tới 70 tray như vậy. Nghe không anh Hiệp? 70 tray đó. Mỗi một tray 18 cho cây. Cho nên tôi nói nha. Cái Eden Supermarket, tất cả hàng hóa bán nha, tiền lời không bằng bán cái cây lẻ này nha. Ý muốn nói đó, tôi hay đùa như vậy để cho thấy rằng cái lượng cây bán nhiều dễ sợ luôn là tại người ta thích trồng cây. Dạ, yeah, rất thích trồng cây. Quá nhiều luôn. Đó. Đủ là cây hết. Ớt là có ớt nè, ớt. Có ngò ôm. Ớt. Cái này điểm. Là cây cà chua. Dạ. Cà chua. Cà pháo. Ồ, mấy cây dây. Hủ qua. À, cái này bí đao nè. Qua trời. Ừ. Rồi. Đó, đủ thứ. Đi vô trong cây đao trong. Rồi có cây hồng nữa, hồng giòn. Cây hồng giòn, hồng giòn. Ừ, cái hồng giòn có trái luôn đó. Wow, kỳ ngộ ha. Một cái tiệm bán hàng tạp quá bây giờ bán luôn cây cỏ luôn. Mình đi vô. Mà cái tiệm này ngộ nha. Đi vô không phải bên phải nha. Bên phải là xíu nha, bên trái mình đi vô nha. Cái tiệm này giống như bên Nút Châu á. Thảo. Ừ. Xã nghe Thảo kêu bạn hoặc là kêu thê. Kêu bằng gì? Bạn là đúng. Kêu bạn. Kêu đúng rồi. Ủa sao vậy? Bạn là bác hả? Là bác á, kêu theo con. Bà xã của ai? Bà xã của em. Ủa vậy đâu phải là con đâu mà kêu bằng ấp bè. Nhưng mà kêu theo con. Kêu theo con. À, thành ra con của Lứa kêu bằng bè. Thành ra bây giờ Lứa phải kêu bằng bè. Nhưng mà ở ngoài đúng là kêu hia. Đúng rồi. À, kêu theo con đúng rồi. Sao mà vợ đẹp mà chồng xấu quắc vậy? Tôi dám nói thầy nói em tôi mà. Hớt tóc cạo râu lại đẹp trai lại. Nhiều lắm. Khi mà hớt tóc cạo râu lại đẹp người ta nói trời xong chồng đẹp quá vợ xấu quắc vậy kìa. Ok, ok, đây anh em khâm đó. Anh em trong nhà khâm đi, đi, đi. Ờ, mình coi gạo nè. Ok, rồi. Đó mình từ ở đây mình đi qua mình có đủ thứ ở đây bán gạo Nàng Hương Chà Đào. Có bán gạo Nàng Hương Chà Đào nha. Vòng vòng chỉ có dùng vịt chi nha, chỉ có tiệm mình bán thôi. Cái này mới vui nè. Tiệm cái chỗ này vui lắm luôn nè. Ừ. Đầu tiên á, cái tiệm này không chịu bán gạo Nàng Hương Chà Đào. Chê mắt. Mà gạo Nàng Hương này của Hi Chí ở Hồ Phòng nữa. Đúng không? Dạ. Nhưng mà tôi làm ăn mà, mắt tôi bán không được, tôi bán gạo khác. Từ ngày gì thao quảng cáo lên nè. Thì ở đây người ta lại hỏi gạo Nàng Hương Chà Đào. Khách nó cứ hỏi hoài à. Người ta kiếm gạo Nàng bắt buộc mình phải đem về. Lý do Ràng Hay Thảo giới thiệu á. Thì đó. Dạ, người khách người ta đi chợ người ta cứ đòi cái hiệu đó hoài. Cho nên cái quảng cáo nó lợi hại đó đó. Khi Việt Thảo quảng cáo, người ta đến người ta đòi ăn gạo Nàng Hương Chà Đào. Ông này không muốn bán cũng không được, phải mua về bán. Cho nên nói nha. Mấy đứa này nó bán là tại vì người ta đòi chứ không phải nó muốn bán đâu. Nhưng mà thật sự ra bây giờ đó thì toàn khu vực Virginia. Dạ. Nhá. Dạ. Là chỉ có tiệm ở đây thôi. Supermarket là bán gạo hiệu Nàng Hương Chà Đào thôi. Dạ. Chết. Dạ đúng rồi. Tiếng Anh nó Jasmine, thơm, Jasmine là gạo thơm. Gạo thơm đó. Thơm mùi lài. Dạ. Thơm dạ. Lài. Dạ. Dạ. Jasmine là thơm. Dạ. Nhưng mà cái này trồng ở Thái Lan. Dạ. Có chữ Miên, chữ Thái, chữ Tàu có hiệu nè. Hiệu Nàng Hương Chà Đào. Nhớ là con này bao bố. Dạ. Con này bao bố. Dạ. Ở đây có bán sữa dê luôn phải không? Có chứ. Nhiều sữa dê. Có hết. Dạ. Đó, đang chắc một đống ở đó rồi để bài bên kia bán dạ. Nữa. Như vậy thì ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, ở Virginia muốn mua sữa do ghê cũng đến đây luôn. Dạ. Sữa dê go, chứ không phải sữa go. Do ghê. Sữa dê go. Dạ, nhưng mà đặc biệt ở đây mấy cái rau lẻ là mình đủ lắm hả Thảo? Mùa đông, mùa hè cũng có nè. Thấy không? Rau găm, ngò, ôm. Là cái chỗ khác mang đến? Chỗ khác em đến. Đúng rồi. Ừ. Tụi kia nó delivery đến cho mình. Những cái tụi wholesale đó. Uh-huh. Nhưng mà đặc biệt là dù trong mùa đông á mấy cái tiệm khác nó không có những cái gạo này, mình chuyên nghiệp mình bán mấy cái này tại vì mình có luôn. Dụ người Việt Nam nhiều nói câu nào được cái này. Trước khi đi ăn vịt quay nha, trước khi đi lấy con vịt qua khỏi lò, trước khi đi lấy con vịt quay ra khỏi lò, phải nói điều này các bạn, những người mặc dù không ở tại Virginia, có thể ở những tiểu bang lân cận nha, ở những nơi khác xa xôi, có người lái xe 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng về để chơi. Dạ. Yeah. Đây là cái nơi người ta dễ chơi mà, trung tâm mà, ăn uống giải trí đủ chuyện hết. Ghé vô Eden Supermarket, ở nơi đây đầy đủ tất cả các loại hàng hóa dành cho người Việt. Có người mua một lọt về đem về bỏ tủ lạnh đi anh. Dạ. Nha. Có nhiều món ngăn bỏ ngăn đá vẫn được. Tôi nói ngăn không ai tin đậu bắp nè. Tại vì lâu quá làm sao bây giờ.
Nhiều khi tính cả một tháng sau mới trở lại đây đi. Bây giờ thích ăn đậu bắp. Mà bây giờ không lẽ mua về ăn cái hết. Mua nhiều, thầy ngăn đá. Nó có frozen. Thầy cứ bụp vô ngăn đá. Tự nhiên cái này dòm thấy nó cũng xanh mướt mà nó cứ ngắt. Đến khi ăn đem ra. Xả. Rồi xả ra là bình thường là ăn thôi. Rất là hay luôn nhá. Cho nên bánh mì cũng vậy. Bánh mì người ta mua về bỏ vô ngăn đá. Cứ ngắt đem ra. Mà đặc biệt khi mà mình nướng bánh mì bằng cách là mình mở cái oven trước cho nó nóng lên. Thật nóng rồi, tắt lửa nó đi. Thả cái bánh mì đông đá vô, đậy nắp lại. Một chút theo cái độ nguội dần của cái lò thì bánh mì nó nóng đủ để mình ăn. Thì nó giòn. Đừng bao giờ mà để bánh mì vô rồi mở oven lên ngăn, hồi nó khát nghẹt cứ ngắt. Mở oven trước cho nóng rồi thả bánh mì vô. Ok, bây giờ mình vô. Mình lấy hai con vịt quay vịt ra. Con Bắc Kinh. Tức là con vịt tỳ bà hay là vịt chao đó mình ăn trước, tỳ con nó chín trước. Đúng. Rồi sau đó mình ăn tới vịt Quảng Đông. Ok các bạn. Bây giờ là sau một tiếng đồng hồ mình quay hai con vịt. Thì con vịt Bắc Kinh, con vịt tỳ bà đó, con vịt chao, con vịt bẹt là mỗi cái bụng đó nó chín sớm hơn con vịt quay Quảng Đông, tức là con vịt bình thường mình ăn. Nhưng mà lấy ra một lượt thì cái con vịt Bắc Kinh này đó có thể là nó hơi overcooked a little bit, tức là hơi chín hơn chút xíu. Đúng ra mình phải lấy con vịt Bắc Kinh ra trước, nhưng mà tại vì muốn để cho nó xong một lượt nha các bạn, cho nên một chút mình nhìn có thể thôi nha, Việt Thảo nói có thể thôi. Rồi hai con vịt Bắc Kinh và con vịt Quảng Đông quay xong như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi. Jose, let's open it up. Okay. There you go. Wow. Hot. Nóng à. It's sparking. Nóng nhiều lắm. Picking up. Wow. Okay. Hang it there. All right. Thank you, Jose. Can you give me this one and this one? Yeah. Này các bạn, đây là con vịt Quảng Đông, là con vịt mà chúng ta thường ăn. Đây là con vịt Bắc Kinh, mà còn gọi là con vịt tỳ bà hay con vịt chao vì giống cái đàn tỳ bà. Hai con vịt này sau khi quay xong các bạn nhìn thấy màu sắc. Màu sắc đây là màu sắc tự nhiên, chứ không có dùng một cái gì làm thay đổi. Cho nên các bạn nhìn thấy con vịt cái màu nó không có đỏ nha. Có nhiều nơi con vịt cái da màu đỏ lòm mà. Nói vậy thì các bạn nhớ là coi, hồi mình mua mình không để ý, mình tưởng con vịt quay nó đỏ như vậy, không phải. Con vịt quay thật sự cái màu nó vàng lùm như thế này chứ không phải màu đỏ. Nếu con vịt quay ra màu đỏ là do cái xúc tác hay một cái chất gì đó hay bằng cách nào đó mà làm cái màu nó thay đổi. Đây là con vịt quay nguyên thủy màu sắc như vậy, các bạn nên nhớ. Khi các bạn đi mua vịt quay ở đâu mà thấy màu không giống như gì thì có thể nó có một sự thay đổi do con người ta làm ra, chứ không phải con vịt quay nha, nói rất rõ. Hai con vịt quay này là quay để thu hình và cho Việt Thảo ăn. Bây giờ mình sẽ ăn hai con vịt quay này. Mình xách ra ngoài kia, tại vì chỗ này quay chứ không ăn được ở đây. Jose, can you come here please? Mình chặt. Come here. This is my listen. This is my appreciation. This is for you. Thank you so much. Okay, thank you, man. Mucho gracias. Thank you, man. Poquito trabajo. I know. Mucho dinero. Oh. Me every day, yeah, man. Gracias, okay. Amigo. Mucho gracias. Good. Thank you. Yep. Thank you, man. Okay. Em hứng cái này cho chị. Yeah. Let's go. Hey, nóng. Yeah, right here. Yeah. 1, 2, 3, nóng ạ. Được chưa? Yes. Rồi, đi. Ok. Cho nhiễu đi chứ, chứ không cần đâu. Ok. Đi luôn, rồi. Rồi. Hai con. Yes. Dạ chắc. Bữa nay ăn hai con vịt này luôn. Yeah. Thơm quá. Thơm phức à. Ừ, nướng gà lò. Ôi, nóng này, coi chừng phẩm nha. Nóng chứ. Chừng sản phẩm. Các bạn ơi, đã luôn. Dịch mới ra lò đây. Thêm một cái móc nữa, Móc lại cho liền để em làm chia ra. Giờ cứ móc lại cho em. Ờ, móc đó cũng được nè, trong cái kẹt. Rồi. Thôi được rồi, hai con. Bây giờ mình ăn con vịt Bắc Kinh trước. Ăn con vịt tỳ bà trước nha. Rồi, cảm ơn. Lấy con vịt này xuống. Yes. Để sau đây. Để nằm dưới này hay để trên thớt? Không, để trên thớt đi. Thớt luôn, rồi. Rồi lấy ra đi.
nóng 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 để anh lấy cái ghim ra. Khoan chặt ngang, khoan chặt ngang. Đem nhích lên cho tôi coi. Các bạn nói rất rõ luôn, đây là con vịt Bắc Kinh cũng như con vịt Quảng Đông. Những con vịt này dùng để thu hình. Từ lúc ướp đem ra quay cho tới bây giờ ăn cũng vậy. Đây là con vịt dùng để thu hình, để cho Việt Thảo ăn hay là những anh em đi ăn. Con vịt này không có bán nha. Cho nên mình ăn làm sao cũng được, đây là của mình. Đúng rồi. Nha, không có liên quan gì tới khách hết, dạ, phải nói rất rõ điều đó. Mình không có bán. Cái đầu tiên đó, tôi nói là từ trước giờ thường thường là tôi ăn con vịt Quảng Đông. Là con vịt quay bình thường này. Dạ. Nha, chứ không ăn con vịt Bắc Kinh, hiếm lắm. Dạ. Tại vì chê nó khô. Dạ. Bữa nay lần đầu tiên tôi ăn con vịt Bắc Kinh và để thưởng thức nó như thế nào. Dạ. Có một điều phải nói rất rõ, cái màu sắc của nó các bạn nhìn thấy đây, nó không có dùng một cái gì để mà sơn quét lên hết. Thì nó là màu sắc tự nhiên của con vịt quay mà có. Yeah. Nhớ khi đi mua vịt quay bao giờ cái màu sắc như vậy mới là vịt tự nhiên nha. Rồi có nhiều người nói rằng như vậy thì người ta dùng cái hóa chất hay là cái phẩm, người ta làm cái màu này cũng tự nhiên. Không có. Nếu đã cái màu này thì đâu cần phải dùng phẩm nữa. Nó tự nhiên rồi. Người ta làm để cho cái màu nó đỏ hơn, đỏ tươi. Cho nên nhiều vịt quay mua về các bạn thấy ôi trái sống nó đỏ thiệt đỏ. Yeah. Nó không có tự nhiên nha. Rồi cái đầu tiên muốn thử cái phao câu. Cắt cái phao câu. Đừng có bự quá, nhỏ nhỏ thôi. Ngay cái phao câu. Rồi úp đụng lên coi. Yeah. Hai cái đó nó hôi phải không? Người ta thích ăn cái chỗ hôi lắm. Yeah. Cái chỗ này là da thôi nè. Dạ. Béo. Thôi, cảm ơn. Quá ngon luôn. Béo quá. Béo. Dạ. Béo nghệ không? Béo quá, béo. Dạ. Ngon quá. Ngon hả? Ngon. Bây giờ hỏi phần nào trong con vịt ngon nữa? Phần nào trong con vịt ngon hả? Ừ. Phần nào cũng ngon, là có người thích ăn thịt thì cái lườn. Ừ. Cái lườn. Ức ra ha. Cái lườn. Ức và cái đùi. Bây giờ nếu chặt con vịt cứ chặt ra coi rồi mình thử. À, hay là bây giờ thẻo cái đùi coi. Thử cái đùi coi. Thẻo cái đùi coi nó có bị khô không? Thẻo cái đùi. Dạ. Ôi trời, trời, juicy mà, đâu có khô. Các bạn ăn không? Nói khô lên. Không, Huy ăn đi. Có juicy. Chặt nhỏ ra cho Huy không? Hay để gì? Ôi trời ơi. Nóng rồi, bóc khỏi theo. Ôi trời ơi, ở bên trong nè, đừng có nói con vịt Bắc Kinh nó khô ngang. Juicy. Nó juicy. Juicy là nó còn nước. Ôi trời ơi. Bây giờ các bạn biết tại sao cái bụng tôi căng ra trong bữa rồi. Nóng hết. Nóng ạ. Khô không? Không khô. Không có khô. Mình khô có cảm giác như gà luộc. Ừ. Vịt luộc vậy đó. Ừ. Tại vì ở trong cái thịt nó không có khô. Ừ. Còn juicy mà. Bị mình nướng cái độ nó không có chín quá, thành ra nó không có khô đâu. Thật ra. Bữa nay nghe bỏ đi cái quan niệm là vịt Bắc Kinh nó khô khắp, không có nha. Có. Phải. Có vịt Bắc Kinh hay vịt mà gọi là vịt tỳ bà, tức là giống như cái đàn tỳ bà, hay vịt chao là mình quét lên cái lớp chao đỏ. Khô khắp lý do là tại vì có nhiều chỗ họ quay. Quay rồi, họ bắt đầu treo trong cái lò để cho nó nóng. Treo cả ngày trời nó khô khốc là cái đó đúng. Phải. Cái này mình mới quay ra nha. Ôi cha rất là ngon luôn. Thiệt. Nóng. À nóng quá. Nóng lắm. Thôi gà lò. Bóc khói. Cái da nó giòn. Dạ giòn. Mà thịt nó không khô. Ngon quá. Các bạn ơi, quá ngon. Phẩm miệng nóng quá. Chín giờ tới trong luôn này hả? Dạ. Không có còn một miếng đỏ gì hết. Cho nên các bạn ở những nơi xa nha, có dịp về với Virginia, về với Eden Center, vô trong Eden Supermarket, ở đây mình có vịt Bắc Kinh rất ngon luôn. Bẻ coi. Khỏi. Nóng quá. Nè, cho các bạn ăn miếng đi, ngon quá. À, được, 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 khi ăn đi. Có dao trắng nè, ngon. Cái miếng này ngon nè. Miếng này đã. Miếng này đã. Cái phần đó còn thích, cái miếng da mới đã. Nóng, nóng ngon lắm. Ngon. Nó còn chút xì lắm. Ngọt, thịt. Không quá khô. Ngọt. Ngon quá. Thôi miếng khác. Anh Hiệp muốn cái miếng nào? Hiệp thử cái ớt không? Cái ớt hả? Thử cái ớt đi. Cái ớt thì nó thịt nạc không đúng không? Nhưng mà bây giờ mình thử. Như thế này các bạn. Nếu mà mình ăn cái chỗ có mỡ, có da đó thì mình nói cái chỗ đó nó mềm bình thường. Cái ớt là cái chỗ mà tao nó cứng nhất.
mình ăn cái ức để coi nó khô cỡ nào. Đúng rồi. Lấy chặt cái ức. Biết cái ức chỗ nào không? Có. Cái ức là chỗ này nè, chặt đây nè. Chặt đây nè. Nhá. Chặt miếng miếng ra đi hả? Ờ, chặt miếng miếng ra luôn. Chặt miếng thôi. Dạ. Chà. Bóc ngay miếng giữa. Đó. Ủa cha, đây là cái ức nè. Thấy nó khô phải không? Thử ra. Mình thử ra. Nó khô phải không? Mềm xèo, ngon quá. Thử miếng không nè. Không được ăn được. Giờ, áo ngoài dơ nhưng mà nó bị greasy. À hả. Dính cầm vô. Greasy phải không? Đưa cho anh Hiệp ăn. Lắc đầu không phải tại vì không thích mà tại khi cầm vô đó cái tay nó rít rít vô cái máy. Đúng không? Dầu mỡ. Không nghĩ gì. Lấy cho Hiệp cái chai xì dầu với miếng ớt. Xì dầu à? Lớn à? Lớn à? Quá trời lớn à? Mình xịt xì dầu vô. Đúng rồi, xịt xì dầu vô. Đó, các bạn, cái thịt vịt nó vừa ăn rồi, nha, không cần chấm. Nhưng mà đối với cái người muốn ăn mặn đó, ăn cơm, ăn đồ thêm thì nên có miếng xì dầu ăn rất ngon. Nè, ăn thử cái miếng ức nè, ngon quá nè. Trời ơi, ăn đi. Ngon. Thì ngon, mới đưa đó. Trời ơi, còn miếng mỡ này chết tươi, giết người nè. Nếu mà nói không ăn mỡ bên quyền bên nào, nếu ai nói ờ vịt mỡ nhiều phải không, gỡ xé bỏ vậy thôi. Đừng nghe. Vịt Bắc Kinh là cho những người không thích ăn mỡ nhiều, mổ nó ra thì khi nướng cái mỡ nó chảy ra hết nha. Nó khác với cái con vịt quảng đập. Ngon quá. Ngon quá là ngon. Giờ ăn cái lường này không? Thầy ăn qua con vịt kia. Bây giờ mình ăn qua con vịt Quảng Đông. Vịt Quảng Đông nha. Nha. À. Dạ. Này ok. Con này là vịt Quảng Đông. Bỏ này qua đây. Rồi. Cái này thủ tục nhiều lắm, phải lấy nước sốt ra. Dạ, lấy ra. Lấy đi. Cái nãy nó nhiễu rồi, nãy. Đúng không? Thằng Jose nó làm mạnh. Nè các bạn. Nó chảy. Ở đây đó là mình phải mổ cái bụng ra. Mổ cái bụng ra để lấy cái nước sốt rồi nãy mình úp ở trong đó. Và nhớ nha, cái này phao câu con này nó mặn chát nha. Là tại vì tất cả nước sốt nó nằm ở chỗ này. Dạ, yeah. Làm đi. Rồi, nãy hồi dễ làm mạnh tay nó chảy rồi. Đó, nước hay không? Chà, cái nước đó nó giữ được nóng lâu lắm. Có cái khăn đây nè. Cái khăn lên thôi. Dạ, rồi. Dạ. Đứng bên này ha, Thế Thảo đứng bên này. Dạ, ok. Dạ, anh đứng dậy đó. Xin cái phao câu trước. Cái phao câu thưa con. Rồi, phao câu. Như Thảo xích phao câu. Đâu, cho coi, đừng có lấy, đừng có giấu vô đó, dở đó. Ê, ok. Đó, nè các bạn. Đó vậy đó. Nó béo dễ sợ luôn á. Mà tôi là khoái cái này nhất luôn. Mà cái này là mặn nhất nha. Tại vì cái nước nó đóng ở đây nè. Ngon ngon. Em không ăn bao câu đâu. Chào tất cả các bạn. Bây giờ ăn gì? Lấy vô đây là... Dạ. Muốn ăn cái đùi. Muốn ăn cái đùi. Lấy cái đùi đây. Ui cái đằng. Ui cái đằng. Ăn cái đùi. Đó, lấy nguyên cái đùi đó coi. Trời ơi thiệt. Đây nè các bạn ơi. Nó chịu nổi không? Đó là con vịt quay ở tại Eden Supermarket. Nó không bị khô, nó juicy. Và cái da của nó vàng, giòn, một cách tự nhiên, natural. Chứ không phải là mình dùng cái hóa chất mình nhúng để cho cái màu nó đỏ nha. Đây là vàng một cách tự nhiên. Vàng, giòn, ngon. Vàng là như các bạn thấy nhờ vào cái giấm mà mình thoa lên cái da, mình nướng nó giòn. Và nhớ là con vịt này mình phải dùng giấm thì cái da nó mới giòn. Dạ. Nó giòn. Nghe tiếng rồi. Chịu không nổi luôn. Mày ăn da không cho miếng. Xíu thôi, xíu thôi. Ở đây ăn vịt ngán hay sao? Không phải. Hay là cholesterol? Không, cũng ăn hoài chứ, ăn hoài. Ngon luôn. Ngon. Giòn ha. Giòn khú luôn. Ngon hả luôn. Đó,
các bạn thấy cái con vịt Quảng Đông đó, Quang Trung Duck, thì cái mỡ nó nhiều lắm là tại vì mình không có xẻ nó ra. Đúng rồi. Khi xẻ nó ra đó, mình những cái đoạn này đó mỡ nó chảy ra, nó sẽ bớt nhiều lắm. Ok các bạn, nhưng mà mình không thích ăn mỡ mình cứ bỏ. Đúng, không thích mà cứ bỏ đầy cho cái này thật không nè, nguyên cái đùi luôn. Trời. Nóng phỏng miệng ạ. Chua xì ha. Ngon quá. Ngon lắm. Nhiều người đi đến Eden Center, vô Eden Supermarket là chỉ mua thịt heo quay. Tại vì thấy Việt Thảo ăn thịt heo quay. Heo quay da giòn ở đây rất ngon. Nha, mình đã giới thiệu và cách làm rồi các bạn xem lại. Nhưng mà không ai ngờ rằng những con vịt treo lủng lẳng ở trên trước tủ này nó ngon vô cùng tận mà không ai để ý. Bởi vì người ta cứ nghĩ thịt heo quay da giòn. Đúng rồi. Rồi, như Việt Thảo mà vô tỉnh mày đâu có bao giờ mua con vịt Bắc Kinh. Tại mình cứ nghĩ trong đầu nó khô khốc rồi, không có. Và nhớ kỹ, có nhiều người vô nói trời ơi sao vịt gì mà nó không đỏ, vịt gì mà tái mét. Con vịt đó mới ngon. Là tại vì cái màu sắc da này là cái màu sắc vàng tự nhiên của con vịt mình quay. Bây giờ quý vị muốn mà tôi làm con vịt đỏ tươi nha, dễ lắm. Nhúng vô cái nước là xong ngay. Nó có nước mà. Có. Dạ. Nó y như con gà. Con gà mình luộc là cái da đâu có vàng. Đúng. Mà tại sao dòm cái da vàng khe là tại vàng luôn là tại vì mình quét lên cái lớp nước nghệ. Chỉ có vậy thôi. Con vịt cũng vậy. Cho nên nhìn con vịt da vàng tự nhiên này nó là con vịt tự nhiên quay ra mà thật. Nhá. Trời ơi, như là thiệt tình luôn, nó ngon quá. Quá trời thịt luôn. Tương tự như cái đùi gà luộc. Dạ. Ngon quá. Chấm hả? Vì là ngon lắm rồi. Dạ. Nhưng mà tại vì cái này mình ăn xé này chứ đúng là chặt, dạ, chặt con vịt nó miếng nó đẹp lắm. Đúng rồi. Ok. Hiểu không? Dạ. Chặt con vịt. Chặt con vịt ra. Miếng để có cái ức. Bây giờ không? Thảo ăn thử. Chặt con vịt bình thường như bán đó. À, chặt ra miếng giống như mình bán vậy đó. Ừ. Khoan. Ngon quá, ăn miếng nữa. Thiệt là ngon. Không nỡ bỏ. Xin nhắc lại một điều nữa. Hai con vịt này của vịt Thảo quay để thu hình để ăn. Cho nên chúng tôi dùng tay bóc ăn cho nó dễ. Không có muỗng đũa thì nó phiền phức lắm. Và nhắc lại hai con vịt này không có bán cho khách. Nha các bạn yên tâm. Chúng tôi bóc tay ăn tại vì đây là hai con vịt của Việt Thảo. Dạ. 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 Khoan, bỏ lại cho Thảo bóc. Xin được cái miếng này, trời ơi, cái miếng này là ngon lắm luôn nè. Ôi cha, trời ơi, ăn miếng rồi chặt tiếp. Vừa da vừa thịt mỡ, ngon vô cùng. Còn nữa con ăn tặng luôn. Làm con tóc cho sạch cho nó bớt cho. Yeah, xong. Bên đây nè. Rồi, cứ để lên đây. À, không, cứ bỏ vô rồi để hai hộp lên. Rồi, để cái hộp lên đây. Phải nói rất rõ là hai hộp này không có đưa ai hết nha. Cái này là mình cho mọi người thấy là đó, con vịt chặt ra như vậy. Bây giờ, có muốn chặt con kia luôn không? Con kia cũng vậy thôi phải không? Được rồi. Bây giờ như thế này. Dạ. Lấy cho Hi cái chén nước tương ớt. Rồi. Đôi đũa. Dạ. Cái chén bới cho Hi miếng cơm. Rồi. Trời ơi, cái này mà ăn cơm nó thì thiệt là tuyệt vời luôn. Các bạn nào không ăn cơm mua bánh mì về nha. Nướng nóng lên nha, ăn với thịt vịt quay. Thịt vịt Bắc Kinh nếu không thích mỡ nhiều. Thịt vịt Quảng Đông nếu thích ăn có mỡ, có thịt cho nó đậm đà hương vị. Hai cả hai đều ngon hết, juicy. Đây, cơm này here. Trời ơi, nàng hương chả đào. Nàng hương chả đào. Wow. Trời ơi, thiệt. Ngon. Tôi xin lỗi nha. Bây giờ cầm đũa gấp kêu cho nó phiền quá. Việt Thảo ăn nha, cái này Việt Thảo ăn, xin lỗi trước nha. Thiệt, còn lại miếng này. Trời ơi.
Có quá ngon. Bơ chết không? Ngon hả? Không, không, mới ăn nãy. Gạo cũng ngon ha. Ngon. Thịt cũng ngon. Một người có thể ăn hết một con vịt, biết ai không? Ai? Ca sĩ Diễm Sương. Vậy hả? Ốm nhôm ốm nhất à. Một mình wow. Ăn một con vịt. Em tưởng đâu là chỉ có mình hiểu. Cho nên các bạn, những người mà nhiều khi thấy mập mập phốt pháp to lớn ăn nhiều chưa chắc. Trời ơi, nó ốm nhôm ốm nhất mà một mình ăn một con vịt. Hia thì nhìn như ăn không có bằng Diễm Sương ăn đâu. Ờ, Hia ăn khoảng con rưỡi tới hai con. Ngon quá, ngon quá. Ăn miếng nữa. Có thể ăn không? Ăn miếng đi. Ăn miếng ớt này ngon lắm nè. Ờ, miếng đó cũng được. Ngon. Đây nè, các bạn. Da nè, mỡ nè, thịt nè. Mà nhìn đó. Ôi cha ơi, nó chú xin, nó không có khô. Nó không khô đâu. Nhiều chú vịt vô ăn nó cứ ngắt à. Ngon quá. Thơm ngon. Trời là mỡ không? Ngon quá. Các bạn, ngày hôm nay, cảm ơn Kevin. Thank you here. Một người em, con của cô Chính. Nhà con bác hai đúng không? Dạ, con cô Chính đó. Dạ. Bác bảy. Không, nói chuyện bên này là bác hai. Ờ. Bên đây cô Chính. Dạ. Cũng bà con thôi. Dạ. Cũng người hộ phòng. Dạ. Gia Rai, Bạc Liêu. Dạ. Cái tiệm Eden Supermarket này, nó không giống như những tiệm khác. Nó là một gia đình để mà cùng làm, cùng ăn, cùng vui sống với nhau. Ở đây không có mướn được cái người thợ ở ngoài. Trừ trường hợp một hai người mà nó nặng quá làm không nổi mệt, đó là thằng Hồ Dê. Tôi dùng cái chữ thằng Hồ Dê tại nó nhỏ hơn tôi nhiều lắm. Chứ không có phải ý coi thường. Dạ, nó nhỏ. À, chứ mình kêu anh Hồ Dê cái lặng nhất đi. Không, nó nhỏ. Tại vì người ngoại quốc thì kêu thằng đó mà. Hồ Dê. Mà có ai tin nổi không? Cái này nói luôn ha. Dạ. Hồ Dê làm ở đây ha. Dạ. Chủ đồn điền cao su. Chủ đồn điền cà phê. Cà phê, cà phê. Yes. Mà cà bây giờ nó mua thêm cái cao su nữa rồi. Vậy hả? Nó dữ vậy đó. Wow. Làm bao nhiêu tiền dành dụm về đất nước lo. Một ngày nào đó không làm nữa là chủ đồn điền nha. Bây giờ là chủ rồi. Cho nên ở Mỹ cái cơ hội mà làm ăn nó vẫn có, lúc nào cũng có. Cũng như cơ hội ăn uống lúc nào cũng có. Có nhiều người tới giờ này nha, tôi nói thiệt một điều, có người sẽ buồn. Trời ơi, tôi ở Virginia biết bao lâu mà tôi cũng biết cái chỗ này bán vịt quay nó ngon dữ vậy. Dạ, yeah, người ta cứ nghĩ mình bán grocery thôi. Dạ, cứ Eden Supermarket là tưởng grocery là đồ thực phẩm nhu yếu, phẩm cần thì dùng gạo muối. Không ngờ, heo quay thì mọi người công nhận đã ngon rồi. Bây giờ tới vịt quay nha, tôi nói ngon là ngon. Đến ăn, mà vui nha, có nhiều người nha, từ tiểu bang khác lại mua. À, bán cho tôi 10 bao, 10 bao heo quay vịt Việt Thảo. Dạ. Yeah, đúng không? Cứ nói muốn mua... heo quay của Dược Thảo á. Ờ, heo quay của Dược Thảo nữa không? Rồi từ nay trở đi ngang lại tôi muốn mua dịch quay của Dược Thảo nữa. Chứ không có kiểu dịch quay Bắc Kinh hay là Quảng Đông nữa đâu. Okay. Mà công nhận thiệt là ngon luôn. Nhá. Đây. Nó ngon lắm. Ăn miếng nữa không? Ăn miếng. Thôi ăn miếng cuối đi. Đây. Trời ơi, mấy cái miếng này nó ngon luôn. Nha. Ngon lắm luôn. Cho nên các bạn. Chút xì lắm. Nếu có dịp lễ lớn hay một ngày nào đó từ ở các tiểu bang lân cận hay nơi xa về, ghé qua Eden Center, ghé qua Eden Supermarket, dễ tìm lắm. Đi dọc dọc khu này nó tròn vĩnh à, dễ lắm. Ở ngoài trước để cây cối bắn tùm lum là nó đó. Vô, ăn liền tại chỗ được. Ăn liền tại chỗ. Nếu ai thích ăn cơm, chúng tôi có cơm đem ra cho quý vị ăn. Nếu thích ăn bánh mì, có bánh mì. Hãy thử một lần, ăn cái con vịt quay ở tại Eden Supermarket. Con vịt Bắc Kinh cũng vậy, con vịt Quảng Đông cũng vậy. Quang Thung Đặc hay là con vịt Bắc Kinh, còn là con vịt Tì Bà. Tì Bà. Giống như cái đợt Tì Bà hay là con vịt Chao. Thì sẽ thấy ngày hôm nay Việt Thảo giới thiệu không có sai. Tôi đến đây không phải là trực tiếp từ nơi xa bay tới để thu hình nha. Nhân cái dịp đi công tác ở tại Virginia. Rồi ngày mai ngày mốt đây tôi bay về Chicago, tôi còn đi nữa. Thì sẵn dịp ghé nơi đây giới thiệu cho các bạn cái con vịt quay thơm ngon mà chúng ta quay được. Để chi? Nếu các bạn ở những nơi khác không có dịp về Virginia. Yeah. Mình có con vịt, mình quay con vịt mình ăn ở nhà. Đơn giản thôi. Yeah. Mình đâu cần phải cái lò tân kỳ chi. Lò than được, bếp than được, cái thùng thiết được, cái thùng phi được, mình làm lửa mình nướng thôi. Nhưng nhớ một điều, con vịt đầu tiên móc cái ruột là hết. Mình để gia vị vào trong rồi mình khâu nó lại để cho ở trong, khi nóng nó sôi lên cái đó nó làm cho cái con vịt nó thơm ngon bên trong. Nha, nó thấm ở bên trong. Đem ra mình khui ra để cho nước chảy ra. Và đặc biệt một điều,
con vịt Quảng Đông quay, mình phải dùng cái giấm. Sau khi mình nguyên con vịt mình nhúng vô rồi, mà còn trước đó phải nhắc lại một cái nữa. Dạ. Thổi cái hơi vô con vịt để cho nó bung cái da với lại cái mỡ nó tắt ra. Dạ. Ngồi tới nhà tôi không có hơi thổi sao, lấy ông bông xe đạp. Thiệt. Ông bông xe đạp thọt vô cái cổ họng đó, bông. Rồi, nó bung lên. Còn không thôi, lấy ống trúc thọt vô, thổi. Thổi. Nó vẫn bung lên được. Nhớ thổi cho bung cái da lên. Xong nhúng vào nước sôi để cho cái da bên ngoài nó chín xóa. Nhá. Rồi, nhớ nước à, không phải là nước, nó là giấm chua nha. Giấm chua mình mới rưới lên trên cái da nó, đặc biệt sau đó để cho nó khô 2 tiếng đồng hồ, chứ đừng có phơi ngoài nắng quá nha, gió thổi mát kêu kêu cho nó khô. Nếu mà không có quạt thì mình phơi nó lâu hơn. Miệng nó khô xong rồi mới đưa vô lò nướng. Không cần biết bao nhiêu độ đâu, đốt lửa lên thọc vô giữa, nhưng mà nó nóng quá nó cháy khét con vịt, đúng không nào? Mình phải canh nó vàng lên hết, ở trong ngoài chín đàng hoàng hết, đem ra ăn bảo đảm ngon lành. Nhiều người không biết nó không có dùng giấm ở bên ngoài, là cái da nó dính, con vịt nó dính sát cái nha. Và đặc biệt một điều nhắc các bạn, đi mua vịt đâu cũng vậy, đương nhiên người ta dùng cái hóa chất cho cái màu đỏ lên cho nó đẹp, cũng chẳng có độc hại con khỉ gì đâu, khi mà nó cho cái màu. Nó cho cái màu thôi nha. Nhưng mà cái đó không phải thật, thật là cái màu vàng như thế này đây. Đó. Đây các bạn thấy từ đầu của chúng tôi quay cái màu như thế này mới nhận thật. Dạ, rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái buổi thăm viếng Eden Supermarket hôm nay với những người em. Đây là Kevin. Cảm ơn lần nữa Kevin. Cảm ơn các anh em. Nhớ về Eden Center, ghé vô Eden Supermarket ăn trái cây cũng có nha. Rồi tất cả thực phẩm Á Đông gần gũi người Việt Nam mình, muốn cái gì có cái đó. Và đặc biệt chẳng những ăn thịt heo quay da giòn, còn ăn luôn vịt quay da giòn Bắc Kinh và Quảng Đông. Nhớ subscribe và coi như đăng ký đó, tiếng Việt Nam, cái channel YouTube của Việt Thảo, và nhớ nhấp vào cái chuông để cho nó báo cho mình biết mỗi lần có video mới. Alright, khi nào có dịp về Việt Nam nữa, ghé vô Eden Supermarket coi có cái gì quay tiếp. Nhiều thứ lắm. Ok, thank you and I love you. Cho dù cách xa vạn dặm, nhưng mà nó vẫn mang theo cái hương vị của quê nhà. Mình đã ăn cơm gạo nàng hương chờ đào rồi. Xin liên lạc với tổng đại lý của gạo nàng hương chờ đào tại Hoa Kỳ, số điện thoại 405-525-7650 hoặc vào website www.nanghuonchoadao.com. Hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh Đăng là dược sĩ này, anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water. Chữ Kangen đó, tiếng Nhật dịch ra đó là Return to Origin, trở lại nguồn nước nguyên thủy. Còn mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản, được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đang thực thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải, máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4-6 lần. Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ kiềm cao. Đó là Kangen Water, nước tinh khiết, tinh chất, uống để trừ, tránh bệnh hoạn, bệnh tật như uống nước thường. Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và anh Peter Hà ở số điện thoại là 714-833-8738. Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn. Quý vị nhớ, thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống. Kangen Water, the best water on earth. Cảm ơn các bạn đã xem truyện Minh Lệ của Việt Thảo. Nhớ subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo. Và nhớ nhấn vào cái chuông để cho nó báo cho mình biết khi có video clip của Việt Thảo mới upload lên trên YouTube. Cảm ơn các bạn. Nhớ nghe subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo.